Anh Hiển ơi, em hỏi thật nha, cái cơ hội để ăn một mình này có nhiều không anh? Hiếm lắm anh ạ. Thế tranh thủ đúng món tủ. Chỉ đến trên đầu ngón tay. Thế à? Như anh Hiển đang nhìn thấy ấy, đây là món cơm tấm mà anh rất thích đúng không ạ? Mời anh thưởng thức rồi chúng ta vào việc. Một mình ăn mà nhiều người nhìn quá cũng hơi ngại. Ok, ăn hóc đấy nha. Rất là ngon anh ạ. Rất là ngon. Dạ. Yeah. Đấy, bây giờ anh đã há miệng mắc cơm của em rồi. Thì bây giờ em sẽ hỏi anh mấy câu. Vâng ạ. Anh không trả lời là không được đâu. Vâng. Em như em chẳng hạn thì ngày xưa ấy, khi mà em ước mơ em trở thành một diễn viên thì lúc đấy thì em cứ tưởng tượng rằng là mình sẽ là trở thành một diễn viên hài vì em thích hài. Vì cái gì hay như nào mà anh đã đến với cả dance sport? Về cơ bản thì khi mà mình hồi nhỏ thì gần như là mình không có một cái hoài bão gì cả. Dạ. Và mình cũng không có suy nghĩ là lớn lên mình sẽ làm gì. Dạ. Hiện tại thì cái thời điểm đấy mình rất là mông lung. Và khi mà đến với lại dance sport thì cái mục đích chính ở trong đầu của mình là làm sao cho mình có sức khỏe tốt nhất. Ba mẹ cũng hay nói là sao con vô dụng đấy. Cái gì cũng không biết, làm cái gì cũng không được, học hành cũng không xong. Và công việc kinh doanh của gia đình thì cũng không chịu theo. Dạ. Và gia đình sẽ sợ kiểu mình bị hư, mình bị sa đà vào những cái gọi là không có làm mạnh. Dạ. Nên là quyết định là thôi đẩy vào cái môn này để mình đốt thời gian vào cái việc tập luyện. À. Đó. Thế là cũng là vì là như thế mà như thế và bây giờ là như thế. Dạ đúng rồi. Và vô tình là mình tìm thấy được chính cái bản thân mình và cái đam mê của mình ở ngay ở trên cái sàn tập. Dạ. Em cũng muốn hỏi anh tiếp một câu nữa là trên cái con đường sự nghiệp của anh thì em nghe rất nhiều người nói, khán giả bảo rằng là luôn luôn có hình bóng của Khánh Thi. Anh nghĩ như nào về cái điều đấy ạ? Bản thân Hiển nghĩ là điều rất là đúng. Thì nếu như không có Thi và anh Chí Anh và là cũng là một thầy giáo của em, là partner cũ của Thi, thì sẽ không có Phan Hiển ngày hôm nay. Bởi vì hai người họ là hai người tiên phong và đi đầu trong cái lĩnh vực dance sport này. Dạ. Và mình cũng rất là may mắn khi tìm được một người thầy và một người bạn đời rất là tốt và rất là giỏi. Nhưng mà qua đây tôi cũng muốn hỏi tí xíu là cái người đồng hành cùng với mình, vừa là vợ vừa là thầy, thì theo bạn là lợi nhiều hay là có nhiều cái khó khăn nhiều? Em nghĩ là mặt lợi thì ai cũng nhìn thấy rồi đúng không ạ? Thì rất là nhiều mặt lợi, nhưng mà cái mặt khó khăn thì em nghĩ là ít ai nhìn thấy. Đầu tiên thì ví dụ như với một người vợ thông thường, người ta chỉ ok cầu nhau cái chuyện là sao anh đi làm về trễ thế, sao tháng này anh không đưa lương cho em, rồi sao anh không làm việc nhà, anh không phụ em thế này thế kia. Còn đây là vừa đóng vai trò là vợ, vừa đóng vai trò là huấn luyện viên của mình. Đúng rồi. Ngày nào cũng đưa mình một cái plan tập rất là nặng. Đấy. Và thấy anh phải làm thế này, anh phải làm thế kia, anh phải làm thế nọ. Mình mà kiểu ok, mình chỉ cần bỏ bớt thôi là bắt đầu. Mình có nổi dậy không? Mình có nổi loạn lên không? Mình có quyền chứ. Con xuống xeo lắm có dám quanh không anh? Em đã thử mấy lần. Dạ. Dạ. Và lần nào cũng thất bại. Thế thì anh phải học em. Anh nói cho em biết nha. Bát đũa để anh. Quần áo gì không được thò tay vào đấy, anh giặt. Đấy, thế phải có cái tiếng nói, anh hiểu không? Yeah. Sợ gì mà không sợ. Nhưng mà nó đi phải nói lại nóc nhà. Dạ, yeah, đúng rồi. Nóc nhà, mình không phải sợ mà mình nể. Đúng không? Mình tôn trọng. Tôn trọng rồi là vừa là cô giáo này, vừa là vợ này, vừa là người yêu này, vừa là người tình này, vừa... Nói chung rất là vừa. Dạ. Yeah. Tại sao mà bạn, trong những cái cuộc thi ấy, bạn nhảy của Hiển thì lại không phải là Thi, mà lại là mình thấy là nhiều người con gái khác. Hiển hay nói đùa Thi làm huấn luyện viên là bởi vì Thi muốn nắm đầu Hiển. Kiểu nghỉ thi đấu sớm để lên đôn đầu mình sớm là tức là nói thế thôi, nhưng mà là đứng sau để hỗ trợ. Dạ, đúng không? Là người quan sát để nhìn nhận xem, vì nếu mà nhảy cùng anh Hiển ấy thì lại không phát hiện ra được những cái gì mà chưa tốt. Thực ra là cả Hiển và Thi đều hiểu rất là rõ cái vai trò của người huấn luyện viên. Để cho một người vận động viên người ta thành công á, thì đóng vai trò lớn nhất phải là người huấn luyện viên, là người mà đứng ở đằng sau hậu phương, phải tính toán đường đi nước bước và tất cả mọi thứ. Thì Hiển nghĩ là đây là cái phần là hy sinh rất là lớn đối với Thi, bởi vì thời điểm đấy Thi là một người vận động viên đỉnh cao. Hay nói đúng hơn là thứ hạng ở cái thời điểm đó thì cao hơn Hiển rất là nhiều. Đây là câu hỏi khuyến mãi á. Thực sự thì mình cũng đã theo dõi hai vợ chồng từ ngày xưa khi nhảy dance sport này. Không, rất là đẹp, rất là hiện đại mà mình thấy nó bay bổng lắm. Yeah. Và luôn luôn nhảy thì toàn là những người phụ nữ đẹp. Chị nhà ấy có ghen không?
Hỏi thật đấy. Nếu mà nó không ghen thì chứng tỏ là người ta không yêu mình nữa. Đúng không ạ? Chính xác thì tất nhiên là nó sẽ có ghen ở trong đấy. Nếu mình so về dự báo thời tiết thì chúng ta giật cấp 10, 11, 12 hay giật tới 13, 14 ạ? Lại không nói thầm cũng được. Nói thầm đi. Nhiều mức độ nè. Vâng. Nhưng mà nhẹ nhất thì cũng chắc cấp 10. Nhẹ nhất là cấp 10. Vâng. Thật ra thì Thi là một người em phải nói thật là rất là hay ghen. Em ví dụ một có một buổi sáng đẹp trời, em chỉ cần dậy sớm hơn bình thường thôi. Em đi mua đồ ăn sáng. Xong rồi Thi nhắn tin anh đang ở đâu? Tại sao không ở bên em ngay lúc này? Xong rồi rõ ràng mình nhắn là anh đang đi mua đồ ăn sáng cho em. Rồi em không tin. Xong mình cũng chụp hình là mình đang ở quán ăn mình mua rồi. Điện thoại của mình thì cũng có định vị. Nhưng mà nhất định là không chịu, nhất định là ghen. Ghen tài nhờ. Nhưng mà điều này để cho thấy được một cái điều đó là thật ra Khánh Thi rất là thương Phan Hiển. Đúng. Rồi cảm ơn Hiển đã chia sẻ câu chuyện của mình. Rõ ràng cơm tấm của chúng ta, miếng sườn nó cũng không có vừa dặn gì lắm. Bởi vì rõ ràng món ngon mà nó sẽ đôi khi nó sẽ phải có những cái thử thách nào đó nhất định. Thì trong cái cuộc hôn nhân cũng vậy, nó cũng sẽ có những cái thử thách không dễ dàng. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ qua đến khu vực của Khánh Thi. Tôi biết là Khánh Thi rất muốn chia sẻ nãy giờ, nhưng tại vì hai vợ chồng tự chọn hai set menu khác nhau cho nên là chưa được chia sẻ.